Vấn đề này phải hiểu rõ ràng, minh bạch Khi đã rõ ràng, minh bạch rồi Quý vị mới biết Phật Pháp Trong Pháp Thế Xuất Thế gian Vô cùng thù thắng Trong đời này chúng ta may mắn gặp được Không phải chuyện dễ dàng trong bài kỵ khai kinh nói trăm ngàn dạng kiếp khó gặp được Chúng ta là trăm ngàn dạng kiếp hôm nay đã gặp được Cũng như Bành Thiệu Thăng nói Ông nói vô lượng kiếp đến nay Một việc hy hữu khó gặp quý vị đã gặp được Vô lượng kiếp đến nay Hy hữu khó gặp Chúng ta đã gặp được Gặp nhưng bỏ lỡ cơ hội Ngay trước mắt Rất đáng tiếc Gặp phải như thế nào Thành Phật ngay trong đời này Chúng ta không có bản lĩnh Cùng một lúc buông bỏ khởi tâm đồng niệm buông bỏ chấp trước Chúng ta không có bản lĩnh này Không có bản lĩnh gặp được pháp môn này cũng được Thật tha niệm Phật Dùng câu Phật hiệu này Chỉ phục tình chấp phiền não của quý vị Là được Ngài không dạy quý vị đoạn đó, đoạn qua kho Câu A-di-đà Phật này có thể khắc phục tình chấp dập phiền não các vị cao tăng của Tôn Môn thường nói Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm Không sợ ý niệm khởi lên Ý niệm đầu tiên là tình chấp khởi lên, phiền não khởi lên Ý niệm thứ hai thì sao? A-di-đà-phật Đổi ý niệm này thành A-di-đà-phật Cũng chính là nói Chỉ cho phép chúng ta có một niệm, không cho phép có niệm thứ hai Nói cho chư vị biết đây gọi là niệm Phật Niệm Phật không phải niệm danh hiệu Phật Càng nhiều càng tốt không phải như thế Niệm Phật là để quý vị không chi Tập khí phiền não Luôn luôn có tâm cảnh giác Ý niệm vừa khởi lên lập tức A-di-đà Phật Tức là đừng nghĩ nó là thiện niệm hay ác niệm Dù ý niệm gì cũng đừng nghĩ đến nó Lập tức đổi thành A-di-đà Phật Như vậy là đúng Phải đổi thật nhanh Nếu không niệm thứ hai lại là tình chấp Niệm thứ ba lại là phiền não Niệm niệm mê muội Đây gọi là thật sự biết niệm Phật Phương pháp niệm Phật là như thế Không thể không biết Niệm bằng phương pháp đó công phu sẽ đắc lực Dần dần như thế nào? Dần dần mỗi ngày Từ sáng đến tối chỉ có Phật hiệu Không có dòng niệm Từ đâu để nhận ra công phu? Cổ nhân nói một cây hương Bây giờ chúng ta nói 24 tiếng đồng hồ Mỗi tiếng đồng hồ các bờ cổ Đức nói Vẫn còn năm ba ý niệm khởi lên Công phu không tệ Niệm Phật cần niệm khoảng thời gian bao lâu Phải ba đến năm năm Giống mảnh tinh tấn Có thể đạt đến cảnh giới này Cổ nhân nói một cây hương một cây hương dài một tiếng rưỡi cây hương ngắn một tiếng họ dùng hương để tính thời gian trong một cây hương có năm ba ý niệm công phu ba đến năm năm mới được như thế bây giờ chúng ta thử nghĩ xem không cần nói nhiều thời gian mười phút quý vị có bao nhiêu ý niệm khởi lên Vừa niệm Phật ý niệm vừa khởi lên Trong 10 phút quý vị xem có bao nhiêu ý niệm Không chỉ có 5 Điều này chứng tỏ chúng ta không được Người ta niệm một tiếng mới có 5 ba niệm Chúng ta chỉ có 10 phút lại có nhiều hơn họ vô số có khi một phút cũng không được đều có ý niệm khởi lên công phu niệm phật đắc lực hay không là quan sát từ chỗ này niệm khoảng bảy tám năm trong một cây hương đôi lúc còn có một hai ý niệm Niệm lên, không có giọng niệm khởi lên Công phu của quý vị đã chế phục được Gọi là gì? Gọi là công phu thành phiến Công phu thành phiến là chế phục được phiền não Ở trong cảnh giới này Chúc mừng quý vị giáng sanh tự tại Quý vị muốn khi nào đi thì lúc đó đi